nó sẽ cần phải được chuyển hóa thành cái bộ công cụ thu thập số liệu để mình lấy được đủ thông tin. Sau đó mình có bộ số liệu và có bộ số liệu đấy thì mình mới đưa vào phân tích và sau đó thì mình đưa ra phần Bạn Tuấn bạn hỏi là thầy cho em hỏi sau khi đọc tài liệu thì mình phát hiện được các biến các biến các nội dung liên quan đến luận văn của mình Vậy làm sao từ mục tiêu nghiên cứu mình nên thực hiện test thống kê nào cho từng mục tiêu và nên đưa những kết quả bảng biểu nào vào trình bày kết quả? À, Tuấn này là Tuấn này là sinh viên hay là học sau đại học hả em? À sau đại học, ok. Nếu mà sau đại học thì những cái câu hỏi này sẽ được trả lời ở trong cái lớp này. Lớp phân tích số liệu cơ bản. Đấy thì đăng ký lớp này mà học nhé cái việc mà chúng ta làm nghiên cứu ấy thì các bạn nên đi học đừng có tự nghĩ ra nghiên cứu và tất nhiên là nó có rất là nhiều các tài liệu khác có rất là nhiều các cái video nhưng mà lời khuyên chân thành đó là chúng ta nên học một lớp về phân tích số liệu các bạn có thể học tôi cũng được hoặc hoặc là học bất kỳ thầy cô nào cũng được nhưng mà sau khi chúng ta học xong cái điều đó thì chúng ta sẽ cần phải có những cái kỹ năng rất là cơ bản đó là mình hiểu được về cái tư duy về về phân tích thống kê chúng ta phải có cái tư duy về phân tích đấy, bạn nào học cái lớp phân tích số liệu của tôi thì sẽ hiểu cái tư duy về phân tích tư duy về phân tích nó sẽ dựa trên bốn yếu tố nó gồm là biến định lượng biến định tính này thống kê mô tả và thống kê suy luận đấy thế thì mình sẽ có bốn cái thứ đó là gì là thống kê mô tả cho biến định lượng thống kê mô tả cho biến định tính thống kê suy luận cho biến định lượng và thống kê suy luận cho biến định tính được chưa nhỉ là chúng ta có bốn cái thứ đó sau đó thì chúng ta hiểu về biến số sau đó dựa vào biến số thì thì phụ thuộc vào biến định lượng hay biến định tính mình sẽ biết cách là lựa chọn ra các cái test thống kê phù hợp sau đó thì mình đưa vào mình chạy và nó chạy ra các cái chỉ số sau đó mình biết cách là lựa chọn các cái chỉ số cần thiết để mình đưa vào trong các bảng biểu và sau khi đó là gì mình biết cách trình bày format bảng biểu sao cho nó chuẩn mực và mình viết cái phần nhận xét cho nó đấy chúng ta hiểu sâu hơn nữa là liên quan đến cái việc là mình trình bày các cái phần ở trong một cái phần trong một cái phần kết quả của một cái của một cái bài báo hoặc là của một cái luận văn luận án đấy và đấy là cái phần các test thống kê nhé sau đó mình hiểu cái tư duy về hồi quy hồi quy để mình tìm ra các yếu tố liên quan đến cái vấn đề nghiên cứu chính của mình thế thì trên thực tế như thế này này cho dù các bạn uh, cho dù các bạn uh, thế nào đi chăng nữa các bạn uh, học đến đâu đi chăng nữa nếu mà cho dù các bạn là ai, các bạn nếu mà các bạn thực sự muốn làm nghiên cứu thì chúng ta sẽ cần phải có một cái quy trình chúng ta cần phải hiểu ngay từ đầu tức là cái vấn đề nghiên cứu là gì, đối tượng nghiên cứu là gì để mình định hướng ra cho cái nghiên cứu của mình. Sau đó là chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu để mình có được cái bộ biến số và cái bộ biến số đấy nó sẽ cần phải được chuyển hóa thành cái bộ công cụ thu thập số liệu để mình lấy được đủ thông tin sau đó mình có bộ số liệu và có bộ số liệu đấy thì mình mới đưa vào phân tích và sau đó thì mình đưa ra phần kết quả và cái phần kết quả đấy nó sẽ cần phải làm cái thứ để nó trả lời được cho cái mục tiêu nghiên cứu của mình hay là nó trả lời được cho cái câu hỏi nghiên cứu của mình đấy thế thì cái câu thế thì cái lớp học đây nhá tôi sẽ gửi đường link đi nha. đấy nhá link này link đăng ký này đấy, đối với các bạn học sau đại học thì học cái lớp này thôi. Đây là cái lớp mà cái cái đây là cái cách tiếp cận tốt nhất để cho các bạn có thể trả lời được cái câu hỏi này của bạn đấy, đúng không? Test nào, trình bày như nào, viết cái phần nhận xét như nào. Đấy. Rồi ok, thì đấy là trả lời cho bạn Tuấn nhá. <laughs> Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi